Đấy, nước thì đến đây thao thoải mái với các bác này. Nước này là có xả, ông xả xuống một nửa thôi anh nhỉ. Nước này là ông đang xả xuống là một nửa đó các bác. Nếu mà ông xả hết cả cái kia thì nó sẽ rất là mạnh. Đây, ngoài nào có nước nữa nha. Cái này kiếm dẹp, này, nặng lắm. Mày không? Cái này mềm rồi. Cái này, hiểu cái này nát. Cái này là ông cứ gạt lên đi. Bấm cái này xuống nha, nước này ông nha. Kéo lên ông, kéo lên ông. Ủa, kéo lên phải. Đấy. Nó có nước. Còn là đến cái lúc nào mà ông muốn rửa cho nó tạo thành vòi vòi như vòi sen, ông vặn đây ông kéo nha, vặn đây nha. Đấy. Ông muốn cho nó thành tia thì ông vặn lại nhá. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là có mặt ở nhà hai ông cháu của bác ạ. Ở những cái video trước thì các bác theo dõi được rằng là nhà của hai ông cháu thì đã hoàn thiện là tới đâu rồi. Hôm qua thì mấy anh em thợ cũng đã hoàn thiện xong cái phần là lắp điện cũng như là một số chi tiết rồi. Và hôm nay thì cháu được vào thì xem là mấy anh em thợ đã lắp điện là tới đâu rồi các bác. Và kèm theo đó thì hôm nay là cháu được xuống thì cũng có mua thêm là một số đồ nữa. Một số đồ là đi xuống nhà của hai ông cháu để mà dọn dẹp một cái hót rác này, một cái chổi. Hôm nay thì đáng nghe ra là mua thêm là một cái chổi chít nữa các bác. Đấy, nhưng mà chổi chít thì không có, trên xá này không có hôm nay các bác. Hiện tại xuống thì có vẻ như là không biết là thời tiết ở dưới các bác như thế nào, nhưng mà thời tiết ở trên cháu Lực thì đã hơi se se lạnh một chút rồi các bác ạ, thời tiết đấy. Nói là đi xuống là còn phải mặc thêm là hai lớp áo rồi các bác. Phía bên ngoài thì mấy anh em thợ cũng đã hoàn thiện thêm là những cái phần viền ở bên này rồi các bác này. Láng lại xong là nhìn là nó trông mịn hơn hẳn. Đấy, còn ở trong nhà thì hiện tại là còn rất là nhiều những cái đồ rác cũng như là những cái vụn khi mà mấy anh em thợ là hoàn thiện đấy các bác. Thì cháu Lực sẽ với ông là hôm nay là sẽ đi vào và dọn dẹp ở trong nhà tắm cũng như là ở phía bên phòng ngủ lẫn phòng khách nữa các bác ạ. Rồi, cũng được ý kiến của các bác thì cháu Lực cũng đã sửa lại thêm là cái phần cái chỗ là bồn rửa tay rồi các bác. Hôm nọ thì làm ở đây là một cái chỗ để mà đựng đồ này kia này, nhưng mà thấy là không hợp cho nên là cháu Lực cũng bỏ đi rồi và lắp cái bồn rửa tay ra phía bên này. Thưa các bác, thời tiết hôm nay thì khá là lạnh các bác này. Cháu Lực phải mặc thêm là rất là nhiều cái lớp áo rồi. Đằng sau cháu Lực thì hiện tại là ông đang dọn dẹp ở đằng sau. Đấy, cũng đầu video thì xin cảm ơn tất cả các cô bác anh chị trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực để mà tiếp tục là năm nay hoàn thiện được thêm cho một cái hoàn cảnh và ngôi nhà của hai ông cháu của bác. Đang dọn dẹp thì có hai bác là ra thăm nhà của hai ông cháu. Và rồi thì cũng có mua là một chút quả lên nữa các bác. Thì cái quả này thì là để ăn thôi các bác. Ông Sáu ơi, ông lấy quả này gửi cho bác mỗi người một quả. Ông gửi cho bác mỗi người một quả. Hôm nay thì công việc hai ông cháu mình lại tiếp tục là dọn dẹp ông nhỉ? Trong bao kia là vẫn còn xi măng không? Thợ là vẫn chưa là hoàn thiện hết nhỉ? Đồ của thợ thì là vẫn còn ở đây là một số thứ của bác ạ. Nhìn góc nào hôm nay thì đều là nhà rất là đẹp đấy. Phải nói là cũng xin cảm ơn tất cả ý kiến của các bác trong thời gian qua đã luôn luôn góp ý và luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực để mà hoàn thiện cho tiếp theo là ngôi nhà ông cháu. Hiện tại thì
cháu Lực là đang gọi thợ lên để mà đo là cái phần cửa này kia rồi các bác. Đây, hôm nào mà nếu mà thợ lên thì cháu Lực sẽ, nếu mà ghi hình được ấy, cháu Lực sẽ ghi hình cho các bác là cùng cháu Lực để mà đi vào và đo cửa lần này kia nữa. Một cái mùa đông sắp tới thì hai ông cháu không phải sống trong một cái ngôi nhà mà lạnh lẽo nữa, một cái ngôi nhà mà mưa là còn dột đến nhà. Và mùa đông năm nay thì là hai ông cháu được ở vào cái ngôi nhà mà rất là đẹp đẽ rồi. Đấy, còn bây giờ thì cháu được xin phép là chia sẻ và nói chuyện là tới đây thôi các bác. Công việc chính hôm nay thì đi vào và dọn dẹp nhà cho ông với lại là Mạnh. Thời gian này thì là các bác theo dõi rồi rằng là Mạnh thì cũng lâu lắm rồi là không có gặp Mạnh rồi, vì là Mạnh là đang trong quá trình mà đi học đấy các bác. Nay là vừa mới đục xong ông nhà đây ấy. Vừa mới hoàn thiện cho nên là bây giờ sẽ quét dọn lại các bác. Đấy, bác này làm quả táo rơi rồi. Quả táo rơi à? Bác này là bác mà cho ông cái phần đất để mà lắp cái tách đấy các bác ạ. Kết cho xẻo một tí là anh em về nhá. Vâng. Trong quá trình mà đang chờ cái cửa để mà lắp ấy các bác, thì hôm nào cũng dọn dẹp qua để cho nó sạch sẽ, để cho nó sau này đỡ phải dọn dẹp là nhiều. Nhà em như nhà chú mà. Cái nào còn đông mà em này kết cho xẹp luôn. Bác chủ đất mà cho tách cái của bác thì hôm nay là làm một tí rượu rồi. Hôm nay là uống nhiều chưa bác? 2 ly. Hôm nay uống 2 lít rồi à? Vẫn bình tĩnh. Vẫn bình tĩnh. Uống 2 lít rồi là vẫn bình tĩnh của bác. Cái những cái vỏ này thì chắc là ông cháu mình dọn đi ông nhỉ? Vứt đi đi. Tí lấy đi. Vâng, tí lấy đi đốt sau. Đấy, quét qua một lần thì các bác nhìn trong ngôi nhà rất là đẹp này. Đấy là đúng là em cả của chú thật, nhưng mà cái gì em không làm việc thì chú là giúp làm. Vâng. Chú nói là quay về với nhau. Vâng. Chú nói tiếng phổ thông thì có câu là chẳng được nghe được, còn có những câu thì là không nghe được các bác ạ. Thế nào không đúng thì giúp ông chú em của mình làm đi. Nên nhà cả với nhau nhá. Này thì là hôm nọ thì cháu Lực cũng nhích ra là thêm được một chút cô bác ạ. Sợ rằng lúc mà quá trình mà ông sinh hoạt ấy thì tay xuống tay của ông thì sẽ đập chúng vào đây. Cái xô rác này đâu ông? Này, ông lấy cái này hót này đâu ông? Đây. Này cái này cháu mua để hót mà. Đấy. Đấy. Ông này thì cái này chưa dùng bao giờ nhỉ? Không quen rồi. Đấy. Đấy, ông nhìn ra quét nó tiện hơn đúng không? Hôm nay thì cháu định mua thêm là một cái chổi quét kia nữa nhưng mà không có ông ạ. Để hôm nào cháu xuống thì cháu đem xuống cho ông sau. Đã mang đến đây rồi, ông chú đang quét đây. Không, chổi đấy là chổi khác ông ạ. Và những cái đinh này thì là ông nhớ là đừng có để vứt vào đây ông nhá. Sợ rằng là nó đi xuống ruộng này, nó đi xuống ruộng là sau này đâm phải chân đây là đâm... đây này có rất là nhiều đinh. Trong lúc mà quá trình mà vừa mới làm nhà xong ấy thì không thể tránh khỏi được. Chỗ xong nó làm lâu đây. Vâng. Bên kia thì là cháu được xuống là thấy là cái vòi hoa sen này các bác này thì chưa được anh thợ lắp. Đây, có lẽ là đang thiếu thêm cái gì nữa, anh thợ lắp sau. Cái này thì nếu mà như có bé Mạnh ở nhà đấy các bác thì cùng hai ông cháu là dọn dẹp nhà rồi. Chắc chưa ông? Ông thử cầm hai tay đu xem nào, chắc chưa? Vâng. Đấy, chắc chưa ông? Như thế thì sau này quá trình mà ông dùng đấy cô bác thì sẽ không sợ rằng là nó bị tuột cả. À đây thì cháu chỉ cho ông, ở đây thì cháu tiện là cháu chỉ cho ông luôn nhá. Cái này là lúc nào ông đứng dậy đâu? Lúc nào mà ông muốn hứng được nước ấy thì ông để như này nhá. Lúc nào mà ông muốn xả ấy, lúc nào mà ông xả thì ông đấy mở ra, đấy như này nó xả nước, nó rất là tiện ông ạ, chậu này,
Đấy, chứ không phải là ông bê chậu đi vứt đâu nhá. À, hiện tại là còn đang có nước giò đây một chút này các bác này. Ná thì nó già. Vâng. Đây không phải là ngá ông ạ, mà là mở. Nó lên thì nước già. Nó tiếp chứ. Đây đi. Ông ơi, từ từ lấy cái chổi đây quét xong, cái chổi đây quét xong. Kéo tiền rồi. Chú ơi thì rất là nhiệt tình các bác ạ, có tí rượu vào rồi. Bên này lâu không phải coi mà lâu quá rồi. Thế rồi cứ cho vào xô đi, cho đủ vào xuống dưới mới kết được đẹp, biết chưa? Nhất là phải cho sẹp đi. Lâu quá khẩu lâu thì chưa. Này là hôm qua là thợ là đục cái phần bên bên kia các bác, thì là nó lại có thêm. Đây bác ơi, không phải lau đâu bác ơi, không phải lau đâu, một tí nữa lấy cái kia lau. Ngoan lắm, không làm cái gì mà. Không làm mày làm sẹo như con cháu chứ. Vâng. Ông ra thì cho cái này bác. Này thì không may là bị dính một chút này. Đây không? Ồ. Vâng. Đấy, nó bị dính một chút rồi các bác. Tay thì không cậy được nhưng mà phải dùng đến cái bay. Thế thế này là xong thì cháu vẫn lấy lại là hay là bỏ ấy. Thì trước đây cho thợ mà. Thế thì à? Vâng. Thế mà thế là kiếm được đâu cho một cái? Cái này mua có mà ông, có 100.000 một cái thôi mà. Ừ, mình ông thì có nhiều, thì ông thích làm, đúng thích làm thử. Vâng. Thì làm cây thôi. À, nhưng mà ông, nhưng mà bác, chú đã cầm thẳng đâu. Thẳng cũng thẳng nhưng mà bây giờ trên hết chứ. Nhưng mà ông chú làm thẳng nhá, thì đổ cây nào ấy ông sẽ để được, nhá. Thẳng chưa? Thẳng chưa chú? Thẳng chưa? Nhưng mà nó thẳng là nó như nào chú? Như thế này này. À, thẳng là nó vạch nhớ ở giữa đúng không? Đây. Ừ. Thế chú thấy cái bàn này nó thẳng chưa? Thẳng. Thẳng rồi đúng không? Đấy, như làm cây mà. À. Nhưng mà thiết lại cái này một cái thì nó thấy đồ già chứ còn. Không lấy. Hiện tại thì đang bị mất điện của bác ạ, thành ra là đang không có điện. Đây là tấm ván gỗ này là ông định lấy đi để đâu không? Biết đấy. Để xem. Vâng. Cái máy này của là máy anh em thợ, cái máy anh em thợ là vẫn chưa lấy đi các bác ạ. Đồ của máy anh em thợ thì với con nào một chút. Dọn dẹp và quét qua rồi thì các bác nhìn thấy là một cái hình hài mới. Bây giờ thì quét sau khi mà quét xong một tí sẽ cùng ông là lau dọn lại nhà cửa thêm một lần nữa. Những cái bao tải này thì là hôm nọ thì ông tận dụng để lại các bác ạ, tận dụng để lại mấy nữa ông dùng đến thì là ông không đốt đi cả. Họ nói sẽ làm chuồng lợn bé ở trên nó được nhỉ? Đâu ông? Ở trên á? Ừ. Có làm chuồng lợn bé ở trên á? Ừ. Làm chuồng lợn thì vẫn làm được cơ mà ông này. Thế đây nếu mà ở dưới xuôi ông nhá, ở dưới xuôi là người ta còn làm cái nhà vệ sinh là ở bên trên luôn đấy. Còn ở đây thì là nhà ông có nhiều đất đấy, cho nên là làm nó xa ra xa một chút. Khi làm thăng bằng xong rồi lấy xi dài tiếp bên này để làm. Đúng rồi. Chút lần.
À, thế là ông cũng tính là định tận dụng lại làm chuồng lợn đấy nhỉ? Vâng, cái bấm này xuống là làm chuồng lợn. Vâng. Sau này thì những cái chỗ này thì ông có lấy đá kè không? Kè chứ. Ông kè hết à? Kè dưới này. À. Lên. À, vâng. Đây là đào thẳng xuống. Vâng. Đi làm chuồng trâu đấy. À. Cái dự định của ông là sau khi mà hoàn thiện nhà của bác nhá, ông sẽ kè hết xung quanh lại nhà và ở bên kia là ông sẽ làm một cái chuồng trâu. Làm một chuồng trâu không là chuồng lợn là ông làm ở phía bên này. Đấy là cái dự định trước mắt của ông là hiện tại là như thế. Ok, có rồi mà còn chưa có tiền mua pro. À. Tôi còn tầm 3 triệu mới đủ. À, mua tầm 3 triệu pro hả ông? Vâng, 70 tấn à. À. Đúng 50. À. À, thế thì bây giờ là làm khung trước hả ông? À, nếu mà làm khung trước thì về cái phần pro ấy thì mấy nữa mà được trợ duyên các bác nào thì đến lúc đấy cháu lại mua pro cho ông. Vâng. À. Ông còn thi thử làm chuồng trâu nó vào 4 triệu nó mới làm. À, thế là thuê chợ. Thế là thuê thợ làm chuồng trâu là 4 triệu. Vâng. Ồ. Oh. Thế là cũng mất đi là độ tầm là 7 triệu đấy ông nhỉ? 7 triệu, 8 triệu ấy. Đấy, còn chưa tính là tiền thức ăn này kia nữa. Thức ăn nữa. Cái gần đây làm thì nó một buổi tối à, nhưng mà 3-4 ngày phải 1-2 tép nhiều. Ồ. Oh. À, thế là thịt thì một đế cũng được rồi. À, thế là ở trong thôn là thường thường là các bác này sau một ngày làm việc miền mỏi ấy, là buổi tối là phải có 1-2 cái chén rượu. Đấy. Nhất quốc thì 2 quốc, 3 quốc thì cũng đủ rồi. Cũng nhiều chắc. Vâng. Ngày sau không làm được. À. Này ông dùng tạm cái chổi nào để mà quét đấy nhỉ? Cái này vứt, cái này ông dọn đi vứt đi ông ạ. Cái... để đây mấy nứa mạnh nó đập ra thành từng vụt, từng miếng nhỏ đi. Bác ăn chưa bác? Bác ăn chưa đi? Không ăn đi. Rồi, xin nữa. Ngon. Đây, cho bảo là cho bác một quả nhưng mà bác lại cho cháu Lực là một nửa. Đây, ăn cả ông ăn đi. Cái bẩn. Bẩn có ăn được mà. Vào mồm có vị. Ông chú bảo là dù ông ăn nhưng mà ông bảo chưa rửa tay, chưa rửa tay ông ăn được. Đâu mùng của mình mà. Mấy này để cho em. Đó. Đâu mà chú sẽ dẫn lấy không ạ? Chú lấy về chú phải lấy cất đằng kia đi, không là một tí vớ ấy. Vâng. Ông chú lấy đi luôn đấy. Vâng, xin một cái chấm màu nhỏ. Chú các bé làm à? Vâng. Cái này là nếu mà ông lấy lại ấy, ông lấy lại đi mấy nữa ông làm nhưng mà nó sẽ hơi làm hơi khó đấy. Những cái vụn như này này các bác này người ta cũng hay dùng để trang trí, ví dụ như là trang trí ở những cái phần là viền cửa này này. Đấy. Khi mà làm xong ấy. Thì đến cái chiếc nó trên này. Mái thì đấy dài. À. Con mất đi nó. Cái nào cũng làm tiền nhưng mà không phải ít tiền. Thì phải giữ một chỗ chứ. Nếu còn chút quá rồi. Bác này thì là hôm nay là có thêm tí men về rồi, xong là nói chuyện là hơi nhiều rồi các bác ạ. Những cái cụm sắt này này ông, những cái cụm sắt này này ông giữ lại là một là sau này ông để bán sắt vụn gì đấy. Từ nhỏ này thì không chẳng làm cái gì nữa. Hai ông này thì rất là may là có bác là Sang là giúp đỡ cho ông. Bác này thì là cái chủ đất mà cho cái tách chứ không bác? Cho cái tách là từ trên kia này xuống. Đấy, anh Phòng thì cũng vừa về các bác, vừa về là làm thêm là sửa thêm là một số cái nữa. Hôm nay là vào lắp thêm là cái anh lắp thêm cái ống nước vào xem. À cái bóng ở bên ngoài. À cái ống ở bên ngoài, cái bóng ở bên ngoài chưa lắp hả anh? Là 8, 9 giờ anh về nhà. Hôm qua làm đến 9 giờ à? Ủa hôm qua này xuyên đêm đấy nhỉ anh nhỉ? Vâng. Vâng. Anh chào con Minh kìa.
Chắc là có tiền mới làm, không có tiền chắc là không làm. Ngày hôm nay thì ở bên trên của bác có một cái chỗ mà hạt thế đấy, nó bị sấm ấy, nó bị sấm sét là đánh hạt thế đấy, thành ra là nó bị cháy. Hôm nay là người ta đang sửa, thành ra là người ta ngắt toàn bộ là cái cuộn điện ở trên xá này hết. Hôm nay chắc là để phải đến tối thì mới có điện được. Và đây hầu như là vật liệu ở nhà ông thì không còn dư là nhiều đâu các bác, dư là đâu đó tầm cái chỗ này là tầm độ 30 viên gạch. Làm công việc này xong nó làm công việc khác nhớ chưa? Chặt luôn nhá. Ông đang bảo là bảo chú này nhờ chặt cái cây này có bác. Công quân để ông chặt cho. Thôi được đeo 5 điều. Buồn lắm. Chú mà hiểu lắm. Chú chặt cây nhé, đổ vào đây chú chịu. Nhớ chưa? Thôi để hôm khác chặt chú ạ. Không chặt được mà. Để mà cây nó lớn thì chặt làm gì? Khổ lắm. Chặt được mà. Ông bảo là hôm nay là làm 2 lít rồi không bác ạ? Ngó đi đâu rồi phải ngó đi đấy. Và những cái tấm ván gỗ này thì sau này là để ông tận dụng lại làm cái bếp. Sau này nếu mà ông làm cái chuồng trâu ấy thì ông sẽ làm là cái bếp ở trên này luôn. Cái thăm ở trong nhà bếp thì trong nhà tắm đấy các bác, trên nhà bếp anh nhà phòng đang hoàn thiện thêm là cái phần bồn rửa tay nữa, bồn cái chỗ để mà tắm rửa nữa này. Hôm nay số này cứ tưởng là không gặp anh phòng đấy. Anh có thể tâm gặp được đều mà. Nhưng mà em nghĩ là chắc là hết hôm nay em á. Chắc hết hôm nay. Điện đóm thì cũng được là các anh là lắp xong hết rồi các bác. Hiện tại thì mấy anh em thợ là đang mất điện đấy, cho nên là không thể bật được. Có anh hết chưa anh? Đúng nào. Ông ơi, ông đi xả cái nước này trên kia. Sân của ông thì là hôm qua anh phòng hóa chất không các bác, bị dính mấy cái cục gạch xi vào. Để cho ông đi sửa nước. Nhưng mà cái chỗ bên này anh nối vào chưa anh? Chưa, chưa, chưa. Ừ, qua có lọ keo đó nhỉ, anh nhà keo. Lọ keo đây, lọ keo đây. Em thấy ở góc góc kia. Em thấy chưa? Em thấy là ông để trên kia. Đúng rồi. Em nhưng mà chỗ đây sợ ngắn quá không? Chỗ kia là bị gãy rồi anh. Từ trên này xuống thì cháu Lực không lựa chọn là dùng cái ống này cô bác ạ, tại vì là dùng cái ống này thì nó ống này thì nó không được bền hơn, tại vì là mình phơi nắng là nhiều ấy. Với lại cái ống này nó dẻo hơn. Là ống này hôm nào sơn mang cái sơn quét vào. Vâng. Sơn quét luôn cả cái ống này. Ông lấy cuốc đào ở chân ống này xong là chôn ống vào. Đúng rồi. Không phải đào, kéo lên trên trước đã. Anh cái này anh nhả keo nhá. Bên vâng. Đây nhưng mà liệu nó có bị rò ra không? Phát đây làm gì mà được. Không nhả keo làm để nước nó không rò ấy. Phải làm thế này. Đấy. Xả thủy ra nó có khu. Xả đi. Đâu? Xả. Có đây anh ạ. Để em vâng. Hôm qua em xả là chỗ này là nó bị phù đây, nhưng mà bây giờ nó bị phù lên ấy, nhưng mà một tí nó sợ là mình. Nhưng mà sửa cái chỗ này hửa. Lắp đấy là mang cái cát. Được chưa?
nó kiếm cho khuyên nướng này. Phần nông à, kiếm cho khuyên nướng này. Đổ hết nước à? Nó kiếm cho mà nó tay lắm. Nhà thì mà mình đi nắm làm gì mà. Có một đà này ta nâng vi. Chú anh là bị gãy. Được rồi. Này nó tắt thế này là nó không xuống nhá. Bác đừng nói tiếng Nùng với pha với tiếng Kinh không à, thì cháu lại học theo ấy. Tắt chỗ này là nó không xuống nước. Nhớ chưa? Bây giờ là nó tí là buộc này. Ở bên kia là khác được à. Bây giờ là nó có một tí sáng pha nhớ là sao. Có rồi. Bác là hôm nay đã bảo là làm 2 lít rồi. Đây vừa rồi thì mấy anh em cũng đã đấu xong là cái phần nước ở bên kia rồi các bác. Hiện tại thì đã có nước là ra đến ở đây rồi. Này thì chú đang lau lại bàn thái thêm một lần nữa. Đấy, nước thì đến đây thao thoải mái rồi các bác này. Nước này là có xả, ông xả xuống một nửa đấy anh nhỉ. Nước này là ông đang xả xuống là một nửa đấy các bác. Nếu mà ông xả hết cả cái kia thì nó sẽ rất là mạnh. Thì xem ông là xả như nào này. Vừa rồi thì không dám là xả ra hết các bác. Những cái chỗ khước này này thì vừa mới đấu keo vào thì sợ là nó bị dỉ giò ấy. Ông xả rồi không? Vâng. Thế xả rồi thôi, cháu không lên nữa. Xả chưa? Xả rồi anh. Xả đi bảo ông xả đi. Xả đi nhiều lắm. Ông cứ xả hết đi ông. Cho nó kịch kim luôn đi. Vặn cho hết đi anh. Ông ạ. Hết chưa ông? Đó. Thế ông cháu mình đi xuống nhà xem là lắp như nào không? Tách là đầy chưa không? Đầy nước rồi đúng không? Đấy, cháu đeo cho ông một cái mic nhá. Bây giờ thì ông đi vào nhà xem là nước nồi này, vòi nước này. Hay ông đi dép của ông này. Ông này hôm nọ ông mua à? Ông này bao tiền không? 60.000 nhá. Đây là dây điện là hôm nào là ông dùng cái cây treo trên cao ông nhá. Đấy ông tự làm, tự cây về làm cái cột đây này. Chị ạ? Hả? Hết nước chưa? Nước đầy đủ nha. Bước vào đây, nó này nhở, nó này xẹ. Đây, ngoài nào có nước nữa nha. Cái này kiếm xẹ, này nặng lắm. Mày không? Cái này nhở, cái này nhắc. Đấy, bò sen thì bây giờ thì không phải dùng đến cái vòi tăng nước của bác ạ. Điều cái này nhắc. Cái này có nước mà nhá. Có hết chưa anh? Hiện tại thì anh Phòng đang lắp thêm là cái bóng điện là cuối cùng rồi các bác ạ, bây giờ ấy. Ở đây thì là vẫn lựa chọn là lắp cái bóng điện cho ông với lại Mạnh là ở ngoài thêm là một bóng nữa. Cái bóng này thì thế để mà gọi là rất là ít khi sử dụng thôi các bác. Thí dụ như sau này mà ông có khách này, có hàng xóm ra hộ ông là gặt lúa này kia, có thể là trong nhà là ngồi không hết thì có thể là ngồi ra phía bên ngoài. Thì phía bên ngoài thì đâu đó tầm độ là 1 đến 2 mâm cơm nữa. Nhưng mà ở bên ngoài thì vẫn có thêm là một cái bóng đèn năng lượng mặt trời cho ông. Cái cột ở bên này thì mấy nữa là sẽ chuyển ra thì hoặc là ông để chỗ khác. Thì đến lúc đấy là ông là thấy là chỗ nào mà thích hợp nhất thì ông để chỗ đấy. Đấy, bây giờ thì cho ông đi vào nhà xem là cái đường nước với lại là những cái đồ mà khi mà có điện là sử dụng như thế nào nhé. Trong nhà thì không lựa chọn là lau nước các bác, không lau thì cũng sáng bóng lắm. Nhưng mà chỗ này là bây giờ ông phải xả nước để mà đi đấy không ạ? Tại đây thì cái này là cái vòi để ông tắm này, ông xả kia đi. Ông đừng có ngửa ngửa vào mặt nhá, ngửa vào tường nhá, đấy. Ông bấm cái nút kia xuống.
bấm đâu không bấm nút này thì cái nút ông vừa bấm đấy không không cái nút này là ông cứ gạt lên đi. Bấm nút này xuống nha, nút này ông nha. Kéo lên ông, kéo lên vừa bấm rồi. Ủa, kéo lên phải đấy, kéo lên là như thế này là nó có nước rồi. Ông thấy bây giờ thì ông rửa rửa qua chỗ này ông nhé, ông cứ xả nước rửa đi. Để cho tóm lại là chúng kia là dính rồi nhé. Thấy ông ơi gì lâu đấy. Đây để cháu đánh lên ra đấy. Này ông cầm đi. Đó, anh ấy cần lồng. Thoải mái đi ông. Này thì hôm nay là cháu không chưa mua được cái cọ kia cho vì ngày mai nó sẽ cọ xuống thì nó sẽ dễ dàng hơn không ạ? Vâng. Đấy, còn là cái này thì cái vừa rồi ông vừa chăm chỉ là bấm nút kia là nó không tắt tải đi hết. Dùng cái này thích hơn không? Nhớ là cái vòi này là ông dùng để mà tắm thôi nhá. Còn cái vòi xịt cái vòi này thì dùng ơi. Thì cái vòi này là ông xịt nhá. Đấy, khỏe chưa? Đây mà không cẩn thận mà. Đây ông rửa cái này một tí. Nhiều xe cũng được. Đấy, thế này. Cắt cái này lấy cái chuẩn này. Này, ông cầm cái này đi. Đấy, lúc nào mà ông tắt thì ông gập xuống. Ui, cẩn thận đâu nhá. Thật ra phía bên này thì cháu được thiết kế cho ông thêm là một cái vòi nước mát để ông có thể là ông rửa giặt quần áo ở đây. Đấy, nước mạnh. Nước mạnh này dùng thích không nhỉ? Nhìn. Thế thì ông rồi rồi cắt nó qua một tí không nhé. Vâng. Từ chỗ nào mà nó bị cứng quá thì ông bảo ra chỉ cháu lấy cái bay cho. Chỗ nào mà cứng quá thì ông dùng cái bay cạo. Này là cái phần này là hôm nọ là sửa lại quá, thành ra là nó bị lại bị dính thêm. Dọn dẹp ở phía bên này thì có được xảy ra là bên này phòng lắp xong chưa? Mấy em tỏ tạp tổng thảo thì cần tồi nào không có nên mở chưa? Bị vỡ ai? Bị vỡ đó. Bị vỡ cái nào anh? Vỡ cái đuôi á? Thế mà bây giờ có cách nào nó ăn được vào không? Cái xi thôi. Ông làm anh làm xi ke để gắn vào. Cái đấy là nó chỉ gắn một cái bóng đèn thôi mà. Đây để cháu cầm cho xịt cho. Đấy. Vòi nước thì rất là khỏe này. Vòi nước này vòi là vòi xịt bít các bác ạ. Đây tận dụng để làm cái vòi xịt rửa một chút. Cái này thì cháu được cũng làm là một cái tách biệt riêng hoàn toàn các bác ạ. Khi mà sau này mà ông ăn sử dụng phần nhà bếp, nhà tắm ấy, thì nó sẽ không có bị... Đây ông ơi, giả cho ông này. Một người làm nó dễ dàng hơn, hai người làm nó hơi khó. Cháu làm như này. Bây giờ là đi vào đây tắm được đấy ông ạ, bây giờ ấy. Tắm vệ sinh được rồi, mới thôi là chưa có... Muốn rồi là bây giờ là chưa có chưa có cửa thôi. Này ban đêm ông là có thể vệ sinh ở đây được không ạ? À? Mở ra thì nay là ông không phải là mở hết đâu nhá, mở một cái nắp lên thôi. Lúc nào mà ông ấy xong thì xả đi.
như là rất là mạnh. Này mai thì cháu xuống là mua thêm những cái đồ cọ cho ông không á? Nước thì đâu cái nào cái đấy thì đều cũng là có nước hết rồi. Thời gian đầu thì có thể là ông sẽ phải dọn dẹp nhiều một chút thì nó sẽ đỡ bẩn hơn ông ạ. Bây giờ chỗ này thì cũng đứng rửa chân rửa tay này, bên này khử tay thì cũng không chạm vào đây nữa đâu, thoải mái thôi. Này là chỗ này là phải cọ kỹ hơn đấy, tại vì là chỗ này là hôm qua là anh Phòng vừa mới hoàn thiện đúng không ấy. Ông muốn để nó sạch thì ông phải cọ là chăm chỉ cọ một chút thế này ấy. Nhớ là cái vòi này là không phải vòi dùng để rửa rau hay là rửa gì ông nhá, rửa đít thôi nhá. Còn rửa chân thì là ra bên này rửa bên này nè. Cái này là đến buổi đêm ấy, buổi đêm là vệ sinh thoải mái anh ạ, buổi đêm không ai ở ấy. À, có cho anh có thảm hết à. Những cái chỗ phần chỗ ông đang đứng thì có băng này, với lại là thêm là những cái phần ở bên này nữa là máy nữa sẽ có thả mết, hôm nọ là hai chị là cũng gửi cho hết rồi. Rồi ông xả qua một chút tôi nhìn là bóng loáng hết rồi, sạch sẽ rồi. Anh Phòng ơi, thì anh xem lại cái vòi nước này một tí anh nhá, cái vòi rửa tay nó bị giò. Rồi. Thế anh cho băng tan vào. Đấy, bấm xuống không? Đấy, bấm xuống cái này này. Đấy, nước ở đây này. Lúc nào mà ông vệ sinh thì ông để cái khay cho trọng xuống nhá. Đấy, vệ sinh xong cái này là. Đây, hết nước rồi không? Hết nước rồi, bao giờ nó phải đầy. Đây, cháu mở cái này, mở trong này cho anh xem, ông cho ông xem này. Đấy. Đây ông nhìn thấy nó tự bơm này. Bao giờ mà cái vàng cái nó đầy lên thì nó sẽ khác lên. Còn như là cháu lựa chọn cái này cho ông là có người thì người ta lựa chọn là một cái là nó liền từ đây lên luôn. Đấy. Thì là nó không rung một tí nào. Nhưng mà đây là cháu lựa chọn cái này là sau này nếu mà những cái này hỏng thì mình thay nguyên cái củ trên thôi. Và thay nguyên củ trên thôi. Bây giờ thì người ta dùng cái này là nhiều hơn người ta không dùng cái liền à. Tại vì cái liền thì nó thay, nhưng mà thay thì phải thay cả cái cụm toilet này. Đấy, bên đấy là xong đúng không? Đấy, còn là ra ở bên này là cái vòi để mà ông rửa bát trong nhá. Ông thử làm sao để cho nước ra nào. Chứ nó có nước ở đâu. Đấy, vặn xuống. Đấy, là nó có nước. Còn là đến cái lúc nào mà ông muốn rửa cho nó tạo thành vòi như vòi sen, ông vặn đây ông cháu nhá, vặn đây nhá. Đấy. Ông muốn cho nó thành tia thì ông vặn lại nhá. Ông thử vặn thế nào? Vặn bên này à, chia, vặn bên này không? Đây, vặn. Đây không, đây đúng rồi đấy. Làm một hai lần sẽ quen không ạ? Đấy, bây giờ thì tiện rồi ông nhỉ, rất là tiện rồi. Ông có thấy là đến hôm nay là khi mà nước vào ấy, nhìn mấy cái đồ này có nước nó chảy được ra thì nó thích không? Thích rồi. Tuyệt vời đâu ông nhỉ? Đi ra ngoài nữa. À, không thể ra ngoài lấy xác nước về. Rửa bát rửa chén cũng thế. Đây dễ. Rồi lâu đây một tí này, tí nữa. Dạ. Cái này không? Ông lâu à? Ông muốn lâu đi ông lâu thôi. Đấy.
Ông muốn gì nó sạch sẽ thì ông có thể lau qua, còn không muốn thì ông có thể để như thế cũng được. Vậy ông từ khi có cái cọ này xong là có vẻ như là mình nắm lên. Ông có lấy nước nào? Đó. Ông rửa con nước nào. Này thì là... sáng nay ông vừa mới lau à? Hả? Sáng nay ông vừa mới lau à? Chưa lâu. Lau cô đến này nó không già đâu. Cái vòi kia ông ơi, vòi kia. Cái vòi đấy là vòi, ông giả lại cho Phú đi. Từ sau ông để đây nhá. Đặt vào đây nhá. Đấy, ông nhìn nó ngọt nào, nó nhìn trong tay không? Nó một cái... Bây giờ ông giặt một hai lần nào. Đâu không? Như này mà. Ông đứng bước kia cho ông. Ông lấy cả cái chậu đi không à? Ừ. Ông xuống là ông ấy trên làm một cái đấy luôn. Rồi ông giặt bên đấy luôn. Tại vì hôm nay là cái video này tôi được muốn chia sẻ cho tất cả các bác cô chú anh chị là cùng biết. Và hiện tại thì nhà của hai ông cháu thì tất cả mọi cái thì đã hoàn thiện các bác nhé. Từ những cái đường nước này, những cái lỗ sửa lại. Tất cả mọi cái và đường điện nữa, còn chỉ thiếu duy nhất là thêm là phần cửa nó thôi là vào ở được rồi đấy. Nhưng mà thời gian này thì cháu Lực nhận được thêm là cái khoản hỗ trợ của hai chị là Nguyễn Thúy, thì khi nào mà sơn xong thì cháu Lực sẽ đi vào và lắp cửa. Trong lúc mà chờ đợi lắp cửa đấy các bác, thì cháu Lực sẽ tiến hành là đi vào và sơn trước. Ở cái video này thì cũng khá là dài rồi, và cháu Lực cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi các bác ạ. Và rất là cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những cái sóng tiếp theo ở trên kênh Bản Em. Và xin chào các bác. Chào các em các chị nhá.